Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong clip này thì mình sẽ bắn khẩu M60 Gold. Và map mình chơi đó chính là map làng Aragorn và chế độ dùng bài ký sinh. Rất tuyệt vời. Hay nhất là khi mà thằng Tơ ấy, nó ngao ngáo kiểu gì, nó không cầm cái lọ mắm tôm mà nó chơi kiểu là bật giáp. Mệnh hay lắm. Mình chơi thì mình toàn gặp như thế thôi. Đấy, thế thì là ít zombie. Cái chế độ thì cái map thì toàn map thẩm du định bệnh thế luôn đấy. Cái chế độ này VNG áp toàn mấy cái map thẩm du. Chỉ có cái map bão sa mạc thì chúng ta có thể đi săn. Nhưng ở đấy thì người ta cũng toàn thẩm du thôi. Ít ai mà đi săn những cái map như thế này. Rồi thôi. Bay như chim vậy. Anh hủy diệt anh ấy cũng đú theo chị Cương Thi định mệnh. Bạn thì bay, người thì lùn, mà thân thì mập. Mệnh đòi đú đởn theo ấy Cương Thi, kiểu như là bạn ấy ước ước gì mình có đôi cánh bay như chim vậy. Cương Thi thì mình không nói nhiều. Cái thằng hủy diệt thì đúng là đáng lên án. Rồi cái gì đấy, ghê tật đấy chứ. Mới thấy cái thằng tia chớp nó tường cái lọ mắm tôm vào mồm. Tiếp theo đó là chị Cương Thi, chị ấy hứng chó lao lên cào cấu như thần ạ. Thôi xong rồi, trời ơi mấy bạn tia chớp đi nhanh thế. Đấy rồi, đi nhanh để hướng đạn đây mà. Ây da, thiệt là khổ đi mở. Lao lên đây, bố mẹ cơn, thằng này nhây này. Rồi gì đây, đâu rồi. Rồi, này thì làm gì mà căng. Vẫn chưa chết này. Đây, nhây nhở. Rồi, rồi gì đấy. Trâu bò này. Đấy rồi, ok. Clear team. Còn hai thằng nữa. Rồi, một thằng nhấp nháy. Không xong rồi. Thằng đấy không biết cái chơi cái chiêu trò gì, cứ nhảy lên nhảy xuống. Chả thanh niên đang học parkour. Ok. Ok, mình đành phải thoát ra đây. Tại vì trận lúc nãy không có zombie bắn nên phải thoát ra thôi. Đạn quá nhiều mà xả không hết thì phải ra trận khác tìm trận nhiều nhiều zombie mà xả thôi. Chứ cái khẩu súng này nó rất là nhiều đạn. Mình nhét tận 3 khẩu RPK VIP thì số lượng đạn băng chính thì mình hơn 200 viên và băng phụ thì hơn 1.100 viên. Nhiều quá. Thế này thì zombie sống sao đi hả rời. Và mình sẽ ra giữa sân để phơi thây cho chúng nó cạo. Mà thằng nào không cạo được thì cũng chịu thôi. Tại vì đây là chỗ mà chính xác là nó là chỗ phơi thây. Tại vì nó rất nhiều đường lên. Đấy, nhìn sơ sơ là cũng thấy 2-3 đường lên rồi. Chỉ cần một con Cương Thi thôi, nó đã lấy lên được đây rồi. Nhưng phòng này hình như là không có Cương Thi, có y tá thôi. Y tá khắm lọ quá. Em ý không biết là dùng cái phương pháp gì mà tha thu được nhiều đạn lên người thế chảo. Rồi đã thế bị cào xong này AFK luôn, bị bệnh. Đấy, những cái phòng như này thì anh em biết phải làm sao đây. Đạn thì nhiều như thế này, không có chỗ để tha thu. Rồi thôi xong rồi, thôi xong rồi. What the hell. Thế deck nào cầm đua tiêm pi ạ. Thế này thì zombie không thể sống được rồi. Này thì lấy. Rồi mắm tôm hay lắm. Mình sẽ không cover cho bọn tình kia để có nhiều zombie hơn. Cái khẩu này mình thích nhiều zombie thôi. Tại vì khi mà ít zombie thì bắn nó không nó phê. Thôi dòng rồi. Nó xấy cho thằng kia. Ba thằng cùng dính đạn, mình điểm danh ra sơ lại. Rồi kinh thế. Bạn bạn ấy lắp thêm giày cao gót à, định mệnh. Tơ đi giày cao gót kia. What the hell. Rồi đây. Rồi phải canh góc này, tại vì góc này dễ qua. Bình thường là cái góc này dễ qua nhất. Còn những cái góc kia thì nó khó hơn một tí thôi. Nếu mà xấy vài viên đạn vào thì không qua được. Còn đây thì khám lắm, mệnh. Nó chỉ cần lướt qua một giây thôi là nó có thể chạm chân đến đây rồi. Thì tốt nhất là cứ canh cái đường này. Đông thế. Hero đâu? Rồi thôi xong rồi. Hero đây rồi. Mấy nhìn lên cái thằng kia cảm giác là nó rất là phấn khích. Mọi miếng luôn đi, tại vì sắp hết thời gian rồi. Bắn thêm thì trả được bao nhiêu viên. Thế thì rồi cái gì đấy. Rồi hay lắm bạn thiệt chưa rồi. Bạn đi lên cái đường nào đấy. Này thì tóc biến lên đây này. Bố mẹ sợ mình quá đấy. Ai hí. Rồi gì đây, GAV. Rồi tôi rong rồi, định bệnh đâu nữa. Thế đeo nào. Mình bắn gần chết rồi. Thế nó nuốt luôn. Bạn nỡ lòng nào bạn nuốt con hàng của mình. Rồi anh tàu vẫn nhây đấy. Lầy với mình là không được đâu. Chuẩn bị hết rồi nhá. Trời ơi.
Yêu lắm cơ. Có hết giờ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Tiếp tục trận này. Mong là trận này có nhiều dấu bài một tí chứ không bị lại cắt clip ra. Mệt lắm, mới. Sợ nhất là mỗi lần qua trận khác làm clip này nó suôn sẻ thì nó dễ dàng, mà nó cứ nguệch ngoạc thì nó lại cứ hết trận này đến trận khác thôi. Rồi, gì đây? Rồi. Một thanh niên parkour không lên và đã phải rớt xuống rồi. Rớt xuống thì làm bạn với zombie thôi. Gì đây? Liếc cây gì? Rồi, tôi xong rồi, trận này hơi bị khoai. Rồi chúng ta sẽ cùng cố gắng nốt trận này để sang trận khác thôi. Ừ, cảm giác mà nhìn như thế này thì nó củ chuối lắm. Đi mệnh thằng tơ chứ cái cảm giác của nó là không cầm cái không biết cái không biết tôi là ai, tôi là đâu, đâu là tôi đấy, kiểu như đấy đấy. Rồi lọ mắm tôm đâu rồi? What the hell? Cái lọ mắm tôm thì không rút ra thì mệnh cứ bật cái giáp lên không biết làm gì. Chế độ này lợi nhất là cái lọ mắm tôm ấy. Đấy, anh em chơi chế độ dùng bài ký sinh thì cứ chú ý đến cái lọ mắm tôm dùm mì nhá. Bạn chơi như thế này không có dùng bài để bắn. Rồi, chỉ phải cào tay không thôi. Bình thường mình thấy những người mà chơi quen quen ấy toàn dùng cái lọ mắm tôm để áp chế đối phương. Tức là các bạn nếu mà thẩm du đông ấy thì các bạn ném cái lọ mắm tôm vào người. Phát tiếp theo thì các bạn lao lên cào. Thì như thế tụi kia nó rất là khám lọ. Anh em biết tại sao không? Tại vì tụi nó phải rồi rớt xuống rồi, lên. Tụi nó phải phải thanh lọc cơ thể cho nhau, mà thằng nào không thanh lọc kịp thì sẽ sấp mặt đấy. Này thì nguy hiểm này. Tại vì nó không thanh lọc cho nhau thì nó cũng chết, mà nó thanh lọc cho nhau thì nó cũng chết thôi. Tại vì pha đấy mình đục lên mình cào mà đấy, một mũi tên bắn trúng 2 đít đấy, tuyệt vời không? Đấy, cái chiêu mình thì nó thế thôi, mình cũng áp dụng nhiều rồi và cũng thành công rất là nhiều, tỷ lệ thất bại không cao. Cái gì lên đây? Bố mày lại sợ mình quá. Rồi nhấp nháy kìa. Gì đây? Úi dồi, tôi dòng rồi. Cay cay cay. Té thôi. Úi dồi, cái gì? AFK vẫn bật auto cào đi mệnh. AFK thì tắt đi. Úi dồi, gì đấy bạn hiền? Chúng ta là tình bạn thắm khích lắm. Từ phim làm giữa bài thì thôi nhá. Hết bạn hết bè. Này thì lên này, thôi xong rồi. Cô làm cái gì? Sau lưng. Đừng phát hiện. Mình lại ăn thôi. Thằng tiên chớp kìa. Ôi giời, tiếc quá. Thằng tiên chớp mà nó còn lại vài. Ok, tiếp tục là mình lại đảo sang phục khác đây. Thì mình cào nốt mấy thằng này á, tại vì mình vào sau trận mà, phải làm giúp bài thôi. Đây đi, cô làm cái gì cho mệt người? Rồi thằng dưới đã bị hủy diệt. Anh ấy tia nhanh quá. Cặp mắt như là cặp mắt thần đi. Đâu rồi? Không thằng nữa. Rồi, đây rồi. Gì đây? HP ngọc này. Ý mệnh gái. Ai? Này thì gái này. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Trời ơi. Khi mà mình nhìn thấy cái bạn tên bạn ấy, nó cảm giác thêm kích thích thêm cái ham muốn của mình phải tiêu diệt bạn. Đấy. Thì các bạn hạn chế đặt tên giống gái nhá. Cái đấy làm cho người ta kích thích thêm. Anh em biết cái kết cục sau cái sự kích thích là nó sẽ như thế nào. Nó phải gọi là tan nát. Rồi, thôi xong rồi. Đen quá. Đừng thoát nhá. Tôi là hai lúa, định mệnh. Hai lúa. Sắp bắn lở. Rồi, thôi xong rồi. Sao lại AFK thế này? Đấy, liếm luôn thôi. Nhanh gọn. Đúng rồi, sao lại khói mù mịt thế? Có một mù mịt thế mà sao không có thằng nào lên nhỉ? Rồi nhấp nháy này. Nhấp nháy đi cô làm cái gì? Gì đây? Ui, nắp hay quá. Ủa, cái gì đấy? Anh em đâu? Cô vơ. Rồi thôi xong rồi, mày quá. Cái thằng 3Z. Đến cái lúc ngon thì nó mới liếm thôi. Bị mệnh đâu đâu. Hôn vờ lờ chứ. Sống như bạn thì thằng nào cũng sống được thôi. Rồi xong rồi. Sao nó thanh lọc kinh quá. Anh tờ ném bom nữa. Rất là kỹ. Tính toán một cái đường ném vào là dính 3 thằng. Nhưng không ngờ là thằng đầu tiên nó dính thôi. Thế là hai thằng sau lại cứu rồi. Cái định mệnh luôn rồi. Rất là VL.
Thôi chắc mình sẽ cố nốt trận này để nghỉ clip ở đây rồi. Rồi này thì làm gì mà căng. Thôi rồi té ra, hít máu. Được, nhung 2k này. Mệnh. Sao phòng này toàn gái vậy? Cứ cấu. Toàn ơi, nhung với lại ngọt thôi. Mệnh, hai bạn này đứng thẩm du với nhau. Rồi tuyệt vời. Hai thiên nhiên nguy hiểm này. Trời ơi. Tuy là không xin cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng giờ luôn đấy chứ. Lại đây rồi. Thoát lơ gái vào thẩm du định mệnh luôn. Thật là VL. Đây. Này thì lách đường nào. Lách này thì lách. Rồi hay lắm. Kỹ thuật lách dưới mái là hay. Nhưng cũng chết thôi. Làm gì mà căng. Này thì anh em đâu. Yếu rồi. Này đi. Dây lại. Úi dồi tôi xong rồi. Cái thằng hủy diệt nhanh thế. Bye bye mọi người.